Ayo, hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel. Và ở tuần trước mình có post lên story ở Instagram là tại sao cái đôi Jordan 1 này của mình lại bị mốc. Và mình cũng đã tìm hiểu qua là tại sao cái đôi giày của mình lại bị mốc. Thì nó là một cái điều rất là chung ở Việt Nam thôi, là do khí hậu ở Việt Nam quá là ẩm. Cho nên những lần mà các bạn đi giày về mà các bạn không vệ sinh luôn này, hoặc là các bạn đi dẫm vào nước mưa thì nấm mốc nó lên rất là nhanh. Nhưng mà các bạn, đây là đôi Jordan 1 Earthstyle Bond mà mình đã để nó bị mốc. Không hiểu tại sao là các cái đôi Jordan khác này của mình ở đây nó lại không hề bị mốc, mà chỉ có đúng duy nhất đôi Earthstyle Bond này của mình nó lại bị mốc và nó cứ trắng giày ấy. Giày của mình đi thật sự vẫn rất là sạch và nó hầu như là chưa có một vết bẩn nào trên cái đôi giày này cả. Nó chỉ bị đúng cái là nó bị mốc thôi. Chính vì vậy hôm nay mình với cả các bạn sẽ cùng vệ sinh cái đôi giày này. Và để vệ sinh được cái đôi giày này, mình đã phải mua những bộ vệ sinh giày của T-Rex. Và trước mặt các bạn đây là 5 túi sản phẩm của T-Rex mà mình đã mua nó về, một bộ để mình dùng và 4 bộ còn lại để mình sẽ giveaway cho các bạn ở trong cái clip này. Và tại sao mình lại mua tận 5 bộ trong khi một bộ đã là đủ rồi? Vì mình cũng muốn review xong và giveaway lại cho mọi người. Bởi vì là khi mà mình up lên cái đôi giày này bị mốc, có rất nhiều người hỏi mình là anh ơi, em cũng bị cái lỗi tình trạng như này thì phải làm như nào? Thì cái video này là giải đáp thắc mắc cho mọi người. T-Rex là một trong những cái hãng local làm ra cái sản phẩm dung dịch vệ sinh giày mà các bạn có thể tự vệ sinh ở nhà. Trước đấy thì cũng có Crepe này, Crepe Protect này, hoặc là Jason Mark. Nhưng mà thực ra thì mấy cái đấy nó chi phí nó cao quá, nên là mình cũng không gọi là recommend các bạn mua cái sản phẩm đó. Chúng ta sẽ có một cái packing nó cũng khá đơn giản thôi, được đựng ở trong một cái túi zip như này. Mặt trước sẽ có chữ T-Rex, ở bên trong sẽ là những cái bộ dụng cụ của nó, bao gồm là ở đây chúng ta sẽ có một cái chai dung dịch vệ sinh này. Đây là cái thành phần chính của chúng ta luôn. Ngoài ra thì sẽ có một cái khăn lau có in cái logo T-Rex ở đây khá là đẹp, màu cam. Ngoài ra thì có một cái bàn chải nữa. Hết rồi, chúng ta sẽ có 3 thành phần chính. Cái điều quan trọng đầu tiên thì chúng ta sẽ phải nói về cái chai dung dịch này. Về cái dung tích của sản phẩm này thì là 120ml. Nếu như mình cầm ở trên này thì mình cảm thấy là nó to hơn chai của Crepe Protect rất là nhiều và được dán bọc rất là cẩn thận. Và về cái hình ở trên cái chai này thì cũng là một cái thiết kế rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có một cái hình con khủng long. Ngoài ra thì ở bên phải của cái sản phẩm chúng ta sẽ có được cái hướng dẫn sử dụng rất là may mắn là ghi bằng tiếng Việt, cho nên là các bạn chỉ cần nhìn vào thôi là các bạn đã hiểu được cái cách sử dụng của nó như nào. Nhưng mà đối với những bạn nào mà lần đầu tiên sử dụng cái này thì nên đọc về cái hướng dẫn sử dụng của nó. Còn đây là lần đầu tiên mình sử dụng, nhưng mà trước đấy mình đã sử dụng của những sản phẩm khác rồi thì mình nghĩ là nó cũng sẽ dùng tương tự thôi. Chúng ta sẽ có một cái khăn để lau khi mà các bạn trà giày xong. Về cái bàn chải ở đây sẽ là một cái bàn chải lông cứng, cho nên là các bạn sẽ có thể trà được rất là sâu hơn vào phần đế giày cũng như là phần midsole của nó. Cái điều đặc biệt đó chính là cái phần mặt sau của bàn chải, mọi người có thể thấy chữ T-Rex không? Thì đây có thể gọi là một cái signature, một cái gì đấy mà người ta khắc laser lên trên này để cho các bạn có thể là đánh dấu luôn được đây là cái bàn chải của T-Rex. Và để sử dụng được cái này thì mình cần phải có một cái hộp như này, nhưng mà các bạn cũng không cần thiết phải sử dụng bằng hộp, các bạn có thể sử dụng bằng bát hoặc là một cái gì đó để các bạn sử dụng. Sau đó thì các bạn hãy mở cái nắp này ra thôi và đổ vào đây một cái lượng vừa đủ. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ đổ khoảng tầm cũng không biết là bao nhiêu, nhưng mà mình có thể nó đủ là được. Mình cứ bóp nó vào nhá. Và sau khi mình táo xong thì mọi người có thể thấy là cái đôi giày của mình nó thật sự là phải nói là nó mốc rất là ghê. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái T-Rex này để vệ sinh nó. Thì mình sẽ lấy cái dung dịch mà mình đã hòa sẵn trong này để vệ sinh nó. Ok. Các bạn cứ trà thôi, các bạn cứ trà bình thường thôi. Và trà cho đến khi nào mà các bạn cảm thấy nó sạch là được. Ở đây mình trà, mình thấy là nó cũng khá là ok. Thì các bạn sẽ sử dụng cái khăn này để lau đi cái phần này của nó, trà chi tiết vào những cái phần mà mọi người cần trà. Nhưng ở đây mình sẽ sử dụng nó để trà với những cái phần mà nó thật sự là dễ bị mốc. Sau đó thì mình sử dụng cái khăn này để lau lại. Là oh my god, nhìn cái đôi giày của mình nó sáng màu lên rất là nhiều. Nó sáng được cái tông màu đen cũng như là nó, mình cảm thấy như mình cảm thấy như cái đôi giày này của mình coi lại trở lại coi DS bình thường rồi sao á.
Và nếu như mình nghĩ từ nãy giờ cũng chỉ rơi vào khoảng tầm 5 phút thôi mà mình đã vệ sinh xong được một bên giày, thì hai đôi thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm khoảng 8 phút thôi, nếu như mà các bạn quen được cái đôi thứ hai rồi. Mọi người, để mình đổi một cái góc cam khác cho mọi người có thể xem được rõ hơn về cái đôi giày này mà mình đã vệ sinh rồi, thì mọi người có thể thấy là nó cũng thật sự rất là mới, nó quay trở lại một cái condition như ban đầu luôn. Ở những vết bụi ở trên đôi giày không còn nữa, những cái ố cũng mất luôn. Và ngoài ra là bên đây là một cái đôi giày mà chưa vệ sinh, thì mọi người có thể thấy là nó có những cái vết mốc, vết bụi bẩn này, vết mốc nó rất là, nhìn cái đôi giày của bạn trông rất là beat, rất là bad. Và sau khi mà vệ sinh xong thì nó là cái đôi này, nhìn trông thật sự rất là thích mắt và khá là nice. Vậy là mình tính sơ sơ ở trong đầu ấy, thì để vệ sinh một đôi giày này chúng ta sẽ mất khoảng tầm từ 5 cho tới 10 phút. Đấy là một cái thời gian mà mình nghĩ là các bạn cũng nên bỏ ra cho một tuần mà các bạn đi một đôi giày về. Thực sự là trước đấy mình rất là lười vệ sinh, bởi vì là mình nghĩ là mình thì cần giữ giày sạch là được. Nhưng mà cho đến bây giờ thì mình thấy là cái việc giữ giày sạch nó cũng quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là đừng để giày của các bạn bị mốc. Cho nên là mình sẽ thay đổi cái thói quen này bằng cách là một tuần mình sẽ vệ sinh tất cả những đôi giày này ở trong tủ đồ của mình một lần. Và để nhận được một cái pack này thì các bạn hãy làm cho mình 4 bước như sau. Bước 1 là các bạn hãy follow Instagram của T-Rex, mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới. Bước thứ 2 là các bạn sẽ like cái video này. Bước thứ 3 là subscribe channel YouTube của mình. Và cái điều thứ 4 là các bạn hãy để lại cho mình một cái bình luận với hashtag là Lê Hữu Đạt, cùng với cả cái lý do là tại sao các bạn lại biết tới kênh của mình. Và về chi tiết cụ thể thì các bạn có thể bấm vào phần mô tả để biết thêm về thông tin giveaway. Nếu như mà các bạn thấy cái video này hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới. Và đừng quên chơi giveaway, bởi vì thật sự là đây là một món đồ rất là hời. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Peace out.